choáng ngợp với cảnh biển người ăn mừng trong lễ diễu hành của tuyển Italia. Hàng nghìn người hâm mộ đã đổ ra đường trong lễ diễu hành ăn mừng chiến thắng ở Euro 2020 của đội tuyển Italia. Ngay sau khi giành chức vô địch Euro 2020, đội tuyển Italia đã có buổi gặp gỡ với tổng thống Sergio Mattarella tại cung điện Quirinale và thủ tướng Mario Draghi tại cung điện Palazzo Chigi. Trong buổi lễ mừng công, thủ tướng Mario Draghi đã gửi lời chúc mừng tới toàn đội Italia, ông chia sẻ trong thời đại này, thể thao đã ghi dấu ấn không thể xóa nhòa trong lịch sử quốc gia. Các bạn đã đi vào lịch sử với những bước chạy nước rút, những lần giao bóng, những bàn thắng và cả những lần cứu thua. Tổng thống Sergio Mattarella cũng tôn vinh những người hùng của đội tuyển Italia. Ông cho biết, đây không phải là ngày dành cho những phát biểu mà là tràng pháo tay và những lời cảm ơn. Xin được chúc mừng các bạn. Các bạn xứng đáng là những người chiến thắng vì đã vượt qua được hai thử thách lớn. Thứ nhất là việc phải thi đấu ở sân Wembley và sau đó là bị đối thủ dẫn trước. Những thử thách như vậy có thể khiến bất kỳ ai phải quỳ gối. Các bạn đã được đồng hành và bao bọc trong tình cảm của những người dân Italia. Các bạn đã đáp lại bằng sự tôn vinh trong môn thể thao này. Nó giống như Matteo Bezzettini, người đã mang về vinh quang cho đất nước Italia khi lọt vào trận chung kết Himlezon. Trong khi đó, huấn luyện viên Mancini thừa nhận tất cả giống như một giấc mơ với đội tuyển Italia. Ông cho biết, chiến thắng này là minh chứng rằng nếu như bạn vững tin vào điều đang theo đuổi thì có thể làm được bất kỳ điều gì chúng tôi dành tặng chiến thắng này cho những người dân Italia, họ cuối cùng đã có thể chung vui với chúng tôi. Sau buổi lễ mừng công, toàn đội Italia đã diễu hành xe buýt trên những đường phố chính ở thủ đô Roma. Hàng nghìn người dân đã đổ ra đường để chúc mừng toàn đội, tạo nên bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Chu ảnh những người Italia đổ ra đường ăn mừng trong lễ diễu hành xe buýt của đội tuyển Italia, Hát Long. Cháy dữ dội kho chứa lốp trong cụm công nghiệp ở thành phố Hạ Long. Một kho chứa lốp trong cụm công nghiệp tại thành phố Hạ Long bốc cháy dữ dội trong đêm, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã khống chế được ngọn lửa ngay sau đó, rất may không có thiệt hại về người. Một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra vào khoảng hơn 19 giờ tối qua, ngày 12 tháng 7, tại kho chứa lốp của công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm Phú thuộc cụm công nghiệp Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Ngay sau khi nhận được thông tin, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Tường Văn cùng các lực lượng chức năng của tỉnh và thành phố đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy. Tiếp nhận thông tin báo cháy, lực lượng chữa cháy thuộc Công an thành phố Hạ Long, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ. Công an tỉnh đã huy động tổng cộng 3 xe chữa cháy, một xe thang, hai xe tiếp nước, một xe cứu nạn cứu hộ. Đồng thời huy động chi viện 4 xe chữa cháy từ 4 đội chữa cháy chuyên ngành và 3 xe tiếp nước từ 3 đơn vị thuộc ngành than cùng các chiến sĩ đến hiện trường tổ chức dập lửa. Đến khoảng hơn 22 giờ cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế không lây lan sang các khu vực lân cận. Theo cơ quan chức năng, khu vực cháy thuộc kho chứa lốp của công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm Phú, gồm toàn bộ nhà xưởng làm bằng tôn có diện tích khoảng 4.000m2 và kho hàng đang chứa số lượng lớn lốp và các loại phụ tùng ô tô. Rất may thời điểm xảy ra cháy không có công nhân làm việc, không gây thiệt hại về người, nguyên nhân ban đầu được xác định là chập bốt điện của doanh nghiệp và cháy lan vào kho chứa lốp. Tất nhiên,